Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, chiều qua đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự lễ công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về sắp xếp khu phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức và ra mắt nhân sự khu phố mới đảm bảo đúng quy định pháp luật gắn với kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở. Toàn thành phố Thủ Đức từ 199 khu phố cũ sẽ có 644 khu phố mới, trong đó phường Hiệp Bình Phước có 34 khu phố được hình thành và đi vào hoạt động. Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Sắp xếp lại khu phố nó có ý nghĩa rất là quan trọng đối với nâng cao chất lượng của cán bộ cơ sở để phục vụ gần dân, sát dân hơn. Có lẽ là người dân người ta cũng có một cái số băn khoăn. Thứ nhất là phải thay đổi giấy tờ. Bây giờ một ông khu phố hay một chị khu phố nào đó làm thì liệu có gần dân hay không? Cái việc đó thì chính cái người trưởng khu phố phải là người dẫn dắt và phải là hướng dẫn cho người dân tận tình hơn. Với vai trò mới thì sẽ cố gắng đem hết tâm huyết, đem hết khả năng của mình để mà phục vụ đưa cái khu phố mới là càng ngày càng tiến bộ hơn ạ. Mô hình khu phố mới chính thức đi vào hoạt động, chắc chắn cấp ủy chi bộ, trưởng khu phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội khu phố sẽ gặp một số khó khăn bước đầu. Nhưng với tinh thần vượt khó, lãnh đạo thành phố Thủ Đức tin tưởng rằng bằng uy tín, kinh nghiệm, tinh thần nhiệt huyết và luôn dấn thân vì sự nghiệp chung, các đồng chí sẽ sớm vượt qua khó khăn, trở ngại, nhanh chóng đưa vào hoạt động của khu phố đi vào ổn định và hiệu quả. Sáng qua, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Dân tộc Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2024. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình cán bộ dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. Chiều qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2024. Tại buổi họp mặt, các đồng chí là nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ chiến sĩ cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã cùng ôn lại những thành tích xuất sắc, những chiến công vẻ vang và tôn vinh những giá trị truyền thống trong hành trình 50 năm đóng góp cho công tác giữ gìn an ninh trật tự thành phố. Buổi họp mặt là dịp để các chiến sĩ trẻ và thế hệ đương thời bày tỏ lòng tri ân những hy sinh cống hiến của thế hệ trước, tiếp tục hun đúc tinh thần xung kích, không ngại khó khăn gian khổ, chiến đấu quên mình vì bình yên của nhân dân thành phố. Dịp này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tuyên dương 3 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động. Thời gian gần đây, nhiều vụ tấn công về an ninh mạng đã xảy ra với các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như chứng khoán, năng lượng, viễn thông, y tế. Đáng lưu ý, các cuộc tấn công mạng đều cho thấy có sự gia tăng về tần suất, mức độ tinh vi. Vai trò của đội ngũ bảo vệ an ninh mạng hiện nay rất quan trọng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguồn nhân lực này hiện chưa nhiều. Việc đào tạo các kỹ sư an ninh mạng cũng gặp nhiều thách thức. Đánh cắp dữ liệu, tấn công bằng mã độc tống tiền đang trở nên phổ biến và ngày càng phức tạp trong năm 2024 khi tin tặc nhắm đến các tổ chức tài chính, chứng khoán lớn, thực hiện các chiến dịch ngày càng tinh vi và liên tục nâng cấp, thay đổi hình thức mã hóa. Việc nghiên cứu những lỗ hổng an ninh mạng hay các mã độc mới là một trong các thách thức lớn đối với các kỹ sư an ninh mạng tương lai này. Những cái nền tảng như là TikTok hay là YouTube và là Facebook chẳng hạn, thì từ trước đến giờ nó cũng có rất là nhiều lỗi bảo mật. Tụi em học mà về an toàn thông tin thì cũng giống như là bác sĩ an ninh mạng nha. Một bác sĩ bây giờ thì phải chữa trị cho tầm 900 người dùng trên mạng. Cái tài liệu thì trên mạng nó cũng còn gọi là hạn chế. Thì tài bản tài liệu nước ngoài thì nó sẽ dùng những tài liệu tiếng Anh, thì từng ở chuyên ngành nó sẽ hơi khó khăn cho những bạn mới, những bạn đang học và mới bắt đầu học an toàn thông tin như tụi em. Công nghệ nó đổi mới hàng ngày nên là mình phải cập nhật thường xuyên những cái công nghệ, những cách bảo mật
khác nhau. Như mới gần đây thì có công ty BVOI mới bị tấn công mã độc Tống Tiền, thì nó gây ra hậu quả rất là lớn, nên là mình phải cập nhật các cơ chế bảo mật thường xuyên. Thách thức thì nó về cả nhiều phía, tức là đối với giảng viên và đội ngũ nghiên cứu để làm công tác giảng dạy thì phải luôn luôn cập nhật các cái công nghệ, các cái kỹ thuật tấn công mới, các cái lỗ hổng mới. Về phía sinh viên thì rõ ràng là học sinh ngoài những cái kỹ năng về an toàn tin thì đòi hỏi phải có những cái kiến thức nền rất là vững vàng, ví dụ như về hệ điều hành hay là về kiến trúc máy tính hay là về cái kiến trúc phần mềm, đặc biệt là các cái ngôn ngữ phần mềm, bởi vì những cái ngôn ngữ là nó thay đổi liên tục. Trình độ của nhân lực an ninh mạng Việt Nam được nhận định là không hề thua kém so với thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ý thức người dùng cũng là vấn đề đáng lưu ý. Hiện nay cái vấn đề về nhận thức, thứ nhất là nhận thức cho cái người dùng, thứ hai nữa là vấn đề về gia tăng thêm các cái kỹ thuật để mà ngăn chặn những cái chính sách để mà bảo vệ cho cái người dùng cuối trên các mạng xã hội, thì đó cũng có những cái môn học, cũng có những cái chủ đề để mà giúp cho các em nó hiểu rõ những vấn đề đó. Theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, tổng số nhân sự cho an toàn thông tin tại Việt Nam năm 2023 chỉ là 3.601, tăng 11,6% so với năm 2022. Con số này còn quá ít để đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ trước các xu thế tấn công mạng vào các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Do đó, việc đào tạo nguồn, có cơ chế, chính sách thu hút nhân lực an toàn thông tin là vấn đề cần được quan tâm thời gian tới. Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Điểm báo. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển ít nhất 26.200 căn nhà ở xã hội, phấn đấu xây dựng 35.000 căn. Đây là một nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải không thể thực hiện nếu vận dụng được các cơ chế tại nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Sở Quy hoạch, Kiến trúc và Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát quy hoạch 88 dự án nhà ở xã hội để tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định vị trí cụ thể theo khu vực phát triển đô thị, đồng thời vận dụng cơ chế chính sách đặc thù tại Nghị quyết 98 để đề xuất xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình như công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ, vận động viên đạt thành tích cao. Chương trình bình ổn thị trường năm 2024-2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra với 69 doanh nghiệp đầu mối tham gia, lượng hàng tăng 4-6% so với năm trước. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh còn tập trung xây dựng chuỗi cung ứng bền vững để nâng cao hiệu quả chương trình. Dưới sự điều phối của Sở Công Thương, các doanh nghiệp phân phối ký kết hợp tác với nhau và với các nhà cung cấp để nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm soát chất lượng hàng hóa từ khâu nuôi trồng, sản xuất, thu hoạch, chế biến đến kinh doanh. Khi có được chuỗi cung ứng bền vững, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn cải tiến sản xuất kinh doanh, từ đó ổn định đầu ra và giá bán. Trước diễn biến bất thường của thị trường vàng, các chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần có động thái cụ thể và triển khai các giải pháp can thiệp càng sớm càng tốt. Ngân hàng Nhà nước cần tính toán bổ sung thêm vàng nguyên liệu cho thị trường, bởi nếu không cho nhập khẩu vàng nguyên liệu theo con đường chính ngạch sẽ làm gia tăng nguy cơ thị trường vàng tìm cách bổ sung qua con đường nhập lậu. Khi đó, tỷ giá trên thị trường chợ đen sẽ biến động mạnh, khiến tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại cũng chịu áp lực tăng theo. Với nền kinh tế năng động, sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi để tổ chức các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, để định hình thành một trung tâm sự kiện, điểm hẹn của lễ hội, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh cần có định hướng và đảm bảo các cấp ngành hiểu rõ khái niệm thành phố sự kiện theo tiêu chuẩn quốc tế, sau đó phải xác định được sự kiện mà thành phố muốn hướng đến, chúng đang ở đâu trên bản đồ khu vực, lợi thế và hạn chế, sau đó mới tập trung đầu tư sản phẩm. Các sự kiện và lễ hội nếu làm tốt sẽ hậu thuẫn cho tăng trưởng du lịch, nhưng những hiệu ứng này chỉ có khi các chương trình được lên kế hoạch sớm và thông báo rộng rãi. Thưa quý vị, Ukraine và Anh đã ký một thỏa thuận khung để hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và sản xuất vũ khí. Đây được xem là nỗ lực nhằm xây dựng ngành công nghiệp vũ khí nội địa của Ukraine trong bối cảnh họ đang thiếu đạn dược trong xung đột với Nga. Thỏa thuận trên được ký tại một hội nghị công nghiệp quân sự ở Kiev với sự tham dự của khoảng 30 công ty quốc phòng Anh đến để thảo luận về các liên doanh tiềm năng với các nhà sản xuất vũ khí và quốc phòng Ukraine. Bộ trưởng Chính sách Thương mại Vương quốc Anh Greg Hands cho biết, ông hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine trên chiến trường và cả nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của nước này về lâu dài.
lo ngại sự hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây suy giảm, chính phủ Ukraine đang tăng cường nỗ lực sản xuất vũ khí của riêng mình, cũng như kêu gọi các nhà sản xuất lớn của phương Tây thành lập các cơ sở sửa chữa và sản xuất ở Ukraine. Công ty quốc phòng Anh BAE Systems, một trong những nhà sản xuất phương Tây đầu tiên thành lập chi nhánh địa phương ở Ukraine, đã ký thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Anh để tiến hành bảo trì, sửa chữa và đài tu các loại súng hạng nhẹ trên mặt đất ở Ukraine. Cơ quan năng lượng Mỹ EIA cho biết đã nâng dự báo sản lượng dầu thô của nước này trong năm nay và năm sau, đồng thời tăng dự báo giá dầu trong nước và thế giới. EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng thêm 280.000 thùng một ngày lên mức 13,21 triệu thùng một ngày trong năm 2024 và tăng khoảng 510.000 thùng một ngày lên mức 13,72 triệu thùng một ngày vào năm sau. Trong khi đó, dự báo mức tiêu thụ dầu của Mỹ không thay đổi, tăng 200.000 thùng một ngày lên 20,4 triệu thùng một ngày vào năm 2024. Cùng với việc điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm nay và năm sau sẽ tăng thêm lần lượt 0,5% và 0,8%. EIA cũng nâng dự báo giá dầu thế giới. Cụ thể, giá dầu Brent được kỳ vọng đạt mức trung bình 88,55 đô la Mỹ một thùng, giá dầu ngọt nhẹ WTI đạt mức trung bình 83,78 đô la Mỹ một thùng trong năm nay, tăng so với các dự báo đưa ra trước đó. Theo EIA, việc tăng giá phản ánh kỳ vọng về tồn kho dầu toàn cầu giảm mạnh trong quý 2 năm nay và những rủi ro địa chính trị đang diễn ra. Cuộc đình công của các bác sĩ thực tập Hàn Quốc nhằm phản đối chính sách tăng chỉ tiêu trường y của chính phủ đã bước sang tuần thứ 8 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khủng hoảng y tế đang khiến các bệnh viện lớn tại nước này chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Vốn phụ thuộc nhiều vào lực lượng bác sĩ thực tập, các bệnh viện lớn tại Hàn Quốc đã phải chịu thâm hụt hàng trăm triệu won mỗi ngày do số ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị bệnh nhân khác giảm mạnh do cuộc đình công. Một trong số các bệnh viện đa khoa lớn là Trung tâm Y tế Asan cho biết, nếu như tình hình không được giải quyết, cơ sở này có thể phải chịu khoản lỗ ròng lên tới 460 tỷ won, khoảng 340 triệu đô la Mỹ. Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cũng phải tạm thời đóng cửa 10 trong số 60 khoa, bao gồm các khoa dành cho bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân ung thư. Một số bệnh viện lớn khác tại thủ đô Seoul đã phải triển khai tình trạng khẩn cấp và khuyến khích nhân viên nghỉ phép không lương nhằm cắt giảm chi phí lao động, trong khi số khác thậm chí đã hoãn quá trình tuyển dụng y tá. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phần phân tích cuộc bầu cử lớn nhất thế giới sắp diễn ra trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 4 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với sự tham gia của hơn 2.600 đảng chính trị và gần 1 tỷ người. Đó chính là cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ, đất nước đông dân nhất thế giới và cũng được mệnh danh là nền dân chủ lớn nhất thế giới. Vậy cuộc tổng tuyển cử này sẽ được tổ chức như thế nào và đang diễn ra những gì? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu. Trong cuộc tổng tuyển cử của đất nước có hơn 1,4 tỷ dân, có hơn 970 triệu người đủ tư cách làm cử tri. Con số cử tri này nhiều hơn tổng số cử tri của 7 nước cùng tổ chức tổng tuyển cử trong năm nay. Có khoảng 17 triệu người trẻ Ấn Độ sẽ lần đầu tiên có quyền bầu cử. Từ các vận động viên môn cricket đến các ngôi sao điện ảnh, chính trị gia và những người nổi tiếng khác, hơn 1.000 ứng cử viên sẽ tranh giành một ghế trong tổng số 543 ghế nghị sĩ của Quốc hội Ấn Độ. Hệ thống chính trị Ấn Độ vận hành tương tự như hệ thống nghị viện của Vương quốc Anh. Người dân sẽ bầu ra các ứng viên đại diện cho họ ở Hạ viện của Quốc hội và đảng nào hoặc liên minh đảng nào giành được đa số ghế sẽ thành lập chính phủ và chọn ra thủ tướng. Vậy làm thế nào đất nước đông dân nhất trên thế giới và rộng lớn như thế tổ chức bầu cử và bảo vệ các lá phiếu? Vì con số cử tri khổng lồ như vậy, tổng tuyển cử Ấn Độ được chia thành nhiều giai đoạn. Và năm nay, bầu cử được chia thành 7 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 và kết thúc bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 6. Sau đó, phiếu sẽ được kiểm và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Vậy, Ủy ban bầu cử thu thập lá phiếu bằng cách nào ở đất nước rộng lớn này? Trước tiên, họ sử dụng 15 triệu nhân viên bầu cử. Đúng, các bạn không nghe nhầm. Số nhân viên phục vụ bầu cử là 15 triệu người, gần bằng tổng dân số của New York và London cộng lại. Họ sẽ được triển khai ở gần 1 triệu điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Và để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ vô cùng to lớn này, Ấn Độ nằm trong số vài nước ít ỏi sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử ở quy mô lớn.
Những chiếc máy này được gọi là máy bỏ phiếu điện tử EVM. Chúng được triển khai trên khắp Ấn Độ, ngay cả ở những vùng sâu vùng xa, được đưa đến đó bằng mọi phương tiện, kể cả bằng thuyền hoặc bằng voi. Khi bị EVM hoạt động như sau, tại điểm bỏ phiếu, cử tri được hướng dẫn để sử dụng máy trong ô kín đáo. Họ bỏ phiếu bằng cách ấn vào nút có biểu tượng của đảng mà mình ủng hộ và cũng là ứng viên mà họ chọn. Công nghệ cũng đang thay đổi cuộc bầu cử ở Ấn Độ. Truyền thông xã hội đã đóng vai trò đi đầu và trung tâm bên cạnh các phương pháp vận động bầu cử truyền thống. Người ta vẫn sẽ thấy những cuộc tập hợp, tuần hành chính trị với quy mô khổng lồ như truyền thống, nhưng các đảng cũng tiêu tốn rất nhiều tiền và thời gian để thu hút cử tri thông qua các nền tảng mạng xã hội. Hơn 2.600 đảng chính trị tham gia tranh cử với khoảng 1.000 ứng cử viên. Người nào trở thành thủ tướng sẽ nắm quyền điều hành một nền kinh tế 3.700 tỷ đô la Mỹ, lớn thứ 5 thế giới. Vậy cục diện của cuộc bầu cử Ấn Độ hiện đang như thế nào? Ứng cử viên đối lập chính là Rahul Gandhi, xuất thân từ gia tộc chính trị nổi tiếng nhất Ấn Độ. Ông cố của ông là cố thủ tướng Nehru, bà nội của ông là cố thủ tướng Indira Gandhi và cha của ông là cố thủ tướng Rajiv Gandhi. Rahul Gandhi hiện là lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, đảng từng chiếm lĩnh nền chính trị Ấn Độ trong gần 50 năm sau khi nước này giành độc lập. Hiện nay, nhà chính trị 54 tuổi này là gương mặt đại diện cho liên minh nhiều đảng đối lập, gọi tắt là India. Cuộc đấu này không phải là cuộc đấu giữa hai tổ chức chính trị, mà đây là cuộc đấu để bảo vệ lý tưởng của Ấn Độ. Trong khi đó, theo các cuộc thăm dò, đương kim thủ tướng Narendra Modi đang giành được sự ủng hộ nhiều nhất của cử tri. Và vị thủ tướng 73 tuổi này nhiều khả năng sẽ thắng cử nhiệm kỳ thứ ba. Ông được cho là đã có công lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế Ấn Độ phát triển bùng nổ và vì thế ngày càng tăng của nước này trên trường quốc tế thông qua những việc như tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 và thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà trong đó ông được tiếp đãi hoành tráng như những ngôi sao nhạc rock. Ông Modi hiện đang lãnh đạo đảng BJP, một đảng theo chủ nghĩa dân tộc Hindu. Khác với đối thủ chính của ông Modi có xuất thân khiêm tốn. Ông đã thể hiện hình ảnh của một nhà chính trị quyết đoán, chú trọng vào kết quả hành động, khác biệt so với các chính phủ cầm quyền trước đó. Các chính phủ có nhiều vụ bê bối và đấu đá nội bộ và tham nhũng. Nền kinh tế Ấn Độ đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, trong bối cảnh mà nền kinh tế toàn cầu đang suy trầm. Ấn Độ rõ ràng đã đạt được thành tích tốt hơn dưới thời thủ tướng Modi trong mấy năm qua. BJP đã tuyên bố họ muốn đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Ông Modi cũng nói rằng các chính sách của ông đã đưa hàng triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo đói. 250 triệu người đã được đưa ra khỏi tình trạng nghèo đói. Trong một chương trình của chính phủ Ấn Độ, 800 triệu người dân được phát gạo ăn miễn phí mỗi tháng. Vị thủ tướng 73 tuổi này cũng định vị Ấn Độ như một cường quốc về thám hiểm không gian. Ấn Độ đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống cực nam của mặt trăng. Một nguyên nhân nữa giúp ông Modi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ là đảng BJP của ông muốn đưa đạo Hindu trở thành một lực lượng chính trị và văn hóa thống lĩnh tại Ấn Độ. Người theo đạo Hindu chiếm 80% dân số Ấn Độ. Nhóm dân số lớn thứ hai là những người Hồi giáo, cùng với một lượng đáng kể người theo Công giáo và người Sikh. Khi Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947, nước này được thành lập như một nền dân chủ thế tục, nghĩa là nhà nước không thiên vị bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng nhiều người cáo buộc ông Modi và đảng BJP đang cố gắng thay đổi điều đó bằng cách thiên vị thành phần Hindu chiếm đa số, mà tiêu biểu nhất cho sự thiên vị này là việc khánh thành đền thờ Ayodhya vào tháng 1 vừa qua. Những người Hindu tin rằng địa điểm này là nơi sinh của một trong những vị thần linh thiêng nhất của họ, thần Ram. Nhưng một đền thờ Hồi giáo đã có mặt ở đó trong hàng trăm năm nay, cho đến năm 1992 thì nó đã bị đám đông người Hindu đập bỏ. Sự kiện này dẫn đến những cuộc bạo loạn làm ít nhất 2.000 người chết, mà chủ yếu là người Hồi giáo. Sự có mặt của Thủ tướng Modi tại lễ khánh thành ngôi đền đã khiến cho cuộc tranh cãi càng thêm gay gắt. Về vấn đề kinh tế, không phải ai cũng ủng hộ ông Modi. Giới trẻ Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Hàng ngàn nông dân cũng đã biểu tình vì mức thu nhập không đủ sống. Dù đối mặt với một số tranh cãi, nhưng nhìn chung ông Modi đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Theo giới quan sát, một liên minh đối lập đang yếu ớt và chia rẽ khó có thể tạo nên điều bất ngờ trong cuộc bầu cử sắp tới. Vì vậy, người ta không bàn liệu ông Modi có thắng cử hay không, mà là ông sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới cũng đã hết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Giáo dục thẩm mỹ luôn được quan tâm ở mọi bậc học. Đối với bậc đại học, để đưa giáo dục thẩm mỹ đến gần sinh viên, cần có phương pháp phù hợp để giúp người học hiểu sâu về kiến thức chuyên môn trên cơ sở kiến thức nền gắn với tính dân tộc. Đây là vấn đề được nêu ra trong tọa đàm Giáo dục thẩm mỹ trong hệ thống giáo dục đại học, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì vừa diễn ra. Tọa đàm Giáo dục thẩm mỹ trong hệ thống giáo dục đại học đã nhận được 24 bài tham luận đến từ các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố. Bên cạnh giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, thì giáo dục thẩm mỹ ở mỗi bậc học, ngành học lại có những đặc trưng và phương pháp khác nhau. Đặt ra yêu cầu đổi mới trong giảng dạy đại học, giảng dạy phổ thông hiện nay từ góc độ giáo dục thẩm mỹ là một cái yêu cầu, một cái nội dung rất là bức thiết. Thực tiễn sôi động trong sáng tác, trong nghiên cứu, trong lý luận phê bình ở tất cả các cái ngành nghệ thuật như là văn học, âm nhạc, hội họa v.v. Tôi nghĩ là giáo dục thẩm mỹ không phải là một chiều, không phải là của người tiếp nhận, của người thu nhận mà còn có cả của người sáng tác, của những người làm nghệ thuật chẳng hạn. Sân khấu thì đã có sân khấu học đường hay là có những cái chuyên đề âm nhạc học đường. Thế nhưng mà còn thiếu vắng cái tôi nghĩ là rất cần thiết, đó là điện ảnh học đường. Ngoài ra, nguồn nhân lực đào tạo các môn về mỹ học và nghệ thuật cũng được các diễn giả quan tâm. Cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nghệ thuật vẫn còn thiếu. Kinh phí để thực hiện các dự án nghệ thuật trong chương trình giáo dục thẩm mỹ cũng là một hạn chế lớn. Về thực trạng cũng như những vấn đề đặt ra từ hệ thống đào tạo, về chương trình, về thời lượng, về học phần cũng như về phương thức giáo dục là chúng tôi cũng liên kết với đặt trong cái bối cảnh chung khu vực và thế giới để có những cái bài tập, bài học kinh nghiệm học tập từ thế giới trong việc giáo dục thẩm mỹ liên tục từ phổ thông đến đại học. Các ý kiến đề xuất sẽ được trao đổi, tổng kết và trình lên Hội đồng Trung ương xem xét trong thời gian tới. Việt Nam và Lào vừa ký hiệp định thương mại mới dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, hướng tới việc tạo thuận lợi tối đa trong xuất nhập khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Hiệp định mới sẽ có nhiều ưu đãi về thuế thương mại hai chiều, đi trước lộ trình giảm thuế của Việt Nam và Lào trong khối ASEAN. Sau hiệp định này, nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp hai nước sẽ được tổ chức, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào và khai thác tối đa hiệu quả của các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu hiện có giữa hai nước. Song song với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các chương trình giao lưu văn hóa, kết nối đời sống cộng đồng cũng được chú trọng. Mới đây, đoàn y bác sĩ từ nhiều bệnh viện lớn của Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến công tác khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tại tỉnh Savannakhet, Lào. Chương trình nằm trong kế hoạch tăng cường hợp tác hữu nghị hai nước do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế tổ chức. Hoạt động nhân dịp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành hữu nghị tại Savannakhet lần thứ tư năm 2024. Gần 30 bác sĩ, nhân viên y tế từ các bệnh viện lớn của Thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện 115, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, v.v. đã thăm khám phát thuốc cho 570 người. Tại đây, đoàn đã trao những phần quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt, 500 mũ bảo hiểm, sữa và thuốc với tổng kinh phí 385 triệu đồng. Thưa quý vị, ở nhà hữu nghị Hồng Bàng của tỉnh Savannakhet, Lào thì đang có hơn 500 bà con kiều bào Việt Nam đang được các bác sĩ khám chữa bệnh. Và như quý vị thấy, đa phần ở đây là những người lớn tuổi neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện thường xuyên chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy mà sự có mặt của các bác sĩ đến từ Việt Nam đã mang tới nhiều niềm vui và sự yên tâm hơn. Ở đây là gặp bà con bên Việt mình qua đây là rất là vui mừng, phấn khởi, xúc động. Mình ra khi nào mình cũng nhớ đến về quê hương của mình hết. Có rất nhiều bà con có vấn đề về bệnh lý chuyển hóa, cụ thể là tăng huyết áp. Cái thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề dinh dưỡng. Và đặc biệt liên quan một chút cái thói quen ăn uống của người Lào tại đây, người ta dùng muối khá là nhiều trong các món ăn. Thì mình điều chỉnh một chút thì sẽ tốt hơn cho vấn đề về tim mạch và các bệnh chuyển hóa. Về chăm sóc sức khỏe phụ nữ thì các chị em ở đây còn rất là ngại, chưa có được tiếp cận nhiều với những cái bước chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thậm chí là trong đoàn khám thì có những chị làm có thai nhưng mà đến khoảng trên 20 tuần là các chị vẫn chưa siêu âm thai lần nào. Dịp này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng tủ sách tiếng Việt đến trường hữu nghị Việt Lào. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030 của Chính phủ.
Các chương trình thiết thực đã giúp tình cảm, tấm lòng, sự chia sẻ của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân địa phương và bà con kiều bào ngày càng thắt chặt và ý nghĩa hơn. Những người mà đi lần đầu tiên thì các bạn chưa giao tiếp được, còn khó khăn trong vấn đề trao đổi với ngôn ngữ Lào. Tuy nhiên với lần thứ hai, thứ ba thì các bạn có thể dễ dàng tinh thần ham học hỏi, dám dấn thân, một sự nhiệt huyết cống hiến với nghề y đức. Chúng tôi cũng muốn gửi gắm tình cảm của người dân thành phố đối với bà con kiều bào để làm sao chúng ta thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Lào. Bên cạnh đó khẳng định được quan điểm nhất quán của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố là người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng các chương trình hỗ trợ kịp thời sẽ giúp bà con kiều bào tại Lào ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và gắn bó, hướng về quê hương đất nước, tiếp tục góp phần củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập quốc tế và phát triển. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2024, Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh phối hợp với Bệnh viện mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự tổ chức khám mắt chuyên sâu miễn phí cho người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh để tầm soát, phát hiện sớm, hạn chế thấp nhất các nguy cơ, bệnh lý nguy hiểm về mắt, giảm bớt khó khăn về chi phí điều trị cho người dân. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người cao tuổi ngần ngại thăm khám, điều trị, bỏ qua giai đoạn vàng để chữa trị các bệnh lý về mắt. Bà Hoa, ngụ tại quận Bình Thạnh cũng gặp phải nhiều vấn đề về mắt, nhưng chưa có điều kiện thăm khám tại các trung tâm y tế. Được sự vận động từ Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh, ngay từ sớm, bà Hoa đã đến đăng ký để được khám miễn phí tại chương trình khám mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những cái chương trình như vậy thì sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ và hỗ trợ cho người dân biết được mình tiếp cận được, nữa là mình biết được mình mắt mình có bị sao, và như tôi năm nay cũng trên 50 tuổi có thể phát hiện được mình mắt có bị cườm hay không, hay vấn đề về bệnh lý về mắt để sớm phát hiện ra bệnh, chữa trị thì nó sẽ tốt hơn cho người dân. Khi khám ở đây xong rồi cũng giới thiệu cho tôi là cái khi mà mổ cườm đấy thì là nên cái hướng dẫn cái địa chỉ đến thì có được là miễn giảm, được khám thế này là rất có lợi, bởi vì mình biết tình trạng mắt của mình yên trí là cách xử lý thế nào cho hợp lý nhất. Song song với quá trình thăm khám, đội ngũ y bác sĩ tình nguyện cũng tư vấn cho người dân cách điều trị, bảo vệ đôi mắt, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng một số loại thuốc thiết yếu để điều trị dự phòng cho một số trường hợp bệnh thường gặp phải. Nhận thấy cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người dân là cực kỳ quan trọng. Vì vậy mà chúng tôi đã đồng hành với rất nhiều địa phương trên thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại thì đang đồng hành cùng quận Bình Thạnh, giúp cho họ tiếp cận được cái việc chăm sóc đôi mắt của mình, từ đó phát hiện ra được nhiều cái bệnh lý về mắt mà chúng tôi có thể tư vấn và điều trị kịp thời cho họ. Thưa quý vị, công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân thông qua các chương trình khám chữa bệnh miễn phí như thế này đã góp phần mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, và qua đây thì cũng giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thể vơi bớt nỗi lo về bệnh tật, an tâm lao động sản xuất và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Dự kiến của toàn bộ chương trình là sẽ hỗ trợ cho 2.000 người khám mắt miễn phí, hỗ trợ thuốc và cũng như quà tặng cho những người dân đến khám mắt ở đây. Cái thứ hai là hỗ trợ về viện phí trên 80%. Hỗ trợ chỉ còn đóng lại là 3 triệu 3 trên tổng số là 22 triệu. Còn nếu mà là hội viên hay là người dân có hoàn cảnh khó khăn thì hội sẽ hỗ trợ luôn là mổ miễn phí luôn. Với tinh thần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết, thời gian qua công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được các cấp ngành thành phố Hồ Chí Minh quan tâm triển khai thực hiện. Mỗi một chương trình đều sẽ góp phần tiếp cận nhiều hơn, chăm sóc tận tình và trực diện hơn cho người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.